Sài Gòn ngày 20 tháng 9 năm 2021. Podcast này được thực hiện bởi Thùy Nguyễn từ Learn Vietnamese with Thùy nhằm giúp các bạn cải thiện phần nào kỹ năng nghe tiếng Việt từ cấp độ dễ đến khó. Những câu chuyện mình kể trong này là những câu chuyện thật trong cuộc sống hàng ngày của mình. Hôm nay là lần đầu tiên sau gần 4 tháng giãn cách xã hội, mình đặt được đồ ăn sáng, những món ăn quen thuộc qua ứng dụng Grab. Tiền ship đúng là có cao hơn trước dịch, nhưng mà thôi kệ, thèm thì cứ ăn thôi, sao phải nghĩ nhiều làm gì cho mệt nhỉ? Mà đùa thôi, các bạn đừng nghĩ là mình chảnh nha. Đầu tiên mình đặt 2 phần cơm tấm, nhưng không hiểu sao quán xem nhầm đơn, cho mình 1 cơm tấm và 1 bún thịt nướng. À mà thực ra mình ăn thì thấy bún thịt nướng ở quán này ngon hơn cơm tấm. Bởi vậy mới nói, trong cái rủi có cái may, nên các bạn cứ vô tư nhìn đời bằng con mắt lạc quan nhất đi, như vậy sẽ đỡ áy náy. Đó là đồ ăn sáng. Sau đó tiếp tục đặt thêm 2 ly trà sữa. Đừng hiểu nhầm là mình uống 2 ly nha. 1 ly cho mình, 1 ly cho bạn trai. Ổng là Tây 100% mà cũng thích uống trà sữa như con gái Việt Nam đó. Đồ ăn ship tới nơi rất nhanh, mất khoảng 15 phút thôi. Mà khổ nổi, mình không có tiền mặt để trả. Vì thời gian này mọi người không được ra đường nên mình cũng không thể đi rút tiền mặt để trả. May là hai anh shipper đều có xài internet banking. Vậy là xong, khỏi nghỉ tập 3. Cả ngày hôm đó mình lười nấu ăn từ sáng tới tối, nên tối mình chơi luôn con gà nướng lúc trước mình hay ăn ở Thành Thái. Gà cộng xôi cộng bánh mì, tổng cộng là 220k. Nhưng tiền ship mất một nửa là 110k. Anh chủ quán còn nói, ship cao lắm nha em, em có đặt luôn không? Và thế là, dạ, em tới luôn anh. Cả hôm đó, tiền ăn ngoài là mất khoảng một ngày lương của mình. Nhưng lâu rồi không ăn hàng, nên cảm giác được ăn lại những món mình thích, nó đã sao đó. Mình không dám kể cho ba mẹ, vì sợ ba mẹ nói, con này nó ăn sang quá. Nhưng mà ba mẹ ơi, con đang cố gắng đối xử tốt với bản thân đó chứ. Liều thuốc tinh thần thì không phải cứ có tiền là mua được đâu nha. Quan trọng mình biết tận hưởng cuộc sống thế nào để cảm thấy thoải mái nhất. Và ngày hôm nay mình đã chọn sống như vậy. Thèm là ăn, thích thì nhích.